Hello anh em mình nha, chào mừng anh em mình đã quay trở lại với kênh channel Beta Coffee của tôi. Thì hôm nay mình xin lên cho anh em những em Beta là đồng giá là 60.000 một bạn nha. Và đợt này lại lên thêm cho anh em một cái chương trình sale khá là đặc biệt. Đó là anh em chỉ cần mua 2 con là sẽ được tặng một em cá ngẫu nhiên nha mọi người. Và tất nhiên em cá ngẫu nhiên thì anh em có thể yêu cầu trống hoặc mái tùy anh em mình ha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ một vài dòng cho anh em, giới thiệu cho anh em phía trước nha. Đó gọi là dòng Dumbo Wine trống nha mọi người. Hiện tại mình sẽ lên những bé trống trước nha. Thì nói chung dòng Dumbo Wine đợt này nha, nói chung cái bạn này sẽ kè sung hơn nha mọi người. Kè sung hơn bạn kia, những bạn trước đó nhiều nha. Đó, bạn này kè sung nhất nha mọi người ha. Và những đợt kia thì anh em chê là bạn Dumbo Wine này là trống mà sao nó hơi nhét quá vậy. Thì cũng tùy con rồi mọi người ha. Rồi, nói chung bạn này là kè nó sẽ sung hơn những bạn kia nhiều ha mọi người. Rồi, bạn phía sau thì mình gọi là dòng Nemo nha mọi người ha. Galaxy Nemo luôn. Bọt cũng khá là nhiều luôn nè mọi người. Đó, rồi. Và mình, đó, anh em thấy không, cũng có kè nha. Rồi, thôi, mình cũng sẽ qua mã khác luôn nha anh em. Qua tới mã này cho anh em, đây gọi là dòng Fancy Yellow, bọt khá là nhiều luôn nè anh em ơi. Và nó form khá là đẹp luôn. Rồi bạn phía sau đang mặc hai bộ gọi là dòng Galaxy Nemo ha. Ok, mình cũng qua tới mã khác cho anh em mình luôn. Cũng là một em Galaxy Nemo siêu to khổng lồ luôn nha anh em. Nemo này mình đen khá là nhiều. Còn bạn phía sau thì mình gọi là dòng Galaxy Nemo. Cái này bạn này mình vàng cũng khá là nhiều ha. Bạn phía trước thì mình đen với mình cam thì chủ yếu. Còn bạn phía sau là mình vàng với mình đỏ là nhiều. Mình qua tới mảnh này cho anh em mình luôn. Cũng là một em Galaxy Nemo. Đây, em này đây. Đó. Em phía sau ha. Thì mình gọi là dòng gọc đen nha mọi người. Hôm nay nhiều anh em cũng muốn được shop lên thêm gọc đen. Rồi hôm nay còn nha. Còn thêm vài mẫu mã cho anh em nữa. Qua kế luôn ha. Hôm nay cũng có nhiều anh em muốn hỏi không biết shop còn Red Galaxy không. Rồi, đây chính em nó đây nha anh em. Còn nha. Nói chung là vẫn còn nhưng mà số lượng còn ít lắm nha mọi người ha. Đó nên là ai mà thích dòng Galaxy Red nên chốt ngay giúp tôi đợt này luôn nha mọi người. Red Galaxy còn khá ok luôn, kè cũng khá là sung nè. Anh em thấy không, kè nãy giờ với bạn phía sau là một bạn Nemo luôn nè mọi người, Nemo không đi luôn. Đó, kè nãy giờ rất là dữ nha. Nói chung cái ô này hai bạn rất là dữ dằn nha mọi người. Đó, cho mọi người coi là em phía trước ha. Màu đỏ trầm nha mọi người. Đỏ trầm rất là đẹp luôn, kè cũng rất là dữ. Rồi, mình cũng qua mã kế tiếp luôn nha anh em. Qua tới mã này cho anh em mình. Đây gọi là dòng Galaxy Nemo, rất là đẹp ha. Thông thường các bạn này bán cho anh em với giá tận 100.000, nhưng đợt này hiện tại đang sale cho anh em còn có 60.000 một bạn thôi. Nói chung cũng cận lễ rồi nên là cũng lại tiếp tục sale cho anh em để anh em mình đón cá về ha mọi người. Đón cá về để chơi lễ. Rất là tuyệt vời luôn nha, lại còn có thể thư giãn nha mọi người. Rồi, mình cũng sẽ qua tới mã này cho mình. Cũng là một em Galaxy Nemo ha. Rồi. À cũng có nhiều bạn hỏi à bên shop tôi thông thường là tầm đơn trên bao nhiêu thì mới chốt. Thì mình cũng nói luôn là đơn trên 60.000 mới chốt cho anh em mình nha. Và cái từng ship á, ship thông thường bên tôi đồng giá là 30.000. Nói chung trong Sài Gòn hoặc là trong khu vực về phía miền Tây, miền Trung hoặc miền Bắc á, nói chung là đều có giá là 60.000 một bạn hết trơn nha mọi người ha. Và thông thường á, nếu mà ship tỉnh á, ship tỉnh như là ở ngoài khu vực miền Trung hay là ở khu vực miền Bắc thì nó sẽ hơi xa, một hơi lâu một xíu, là tầm khoảng từ 3-5 ngàn. Còn khu vực miền Tây ấy, với lại khu vực Sài Gòn á, thì thông thường là từ 1-2 ngày thôi. Đó. Thì khi mà anh em nhận hàng xong thì anh em nhớ quay lại video khui hàng để có gì bên shop tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho anh em mình nha. Và thông thường á, là bên tôi sẽ bảo hành cá cho anh em trong vòng 3 ngày nha mọi người. Đó. Mọi người lưu ý nha. Rồi và bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm dòng Samurai nha mọi người. Samurai thường bán với giá 100.000, hiện tại đang sale còn có 60.000 một bạn thôi, rất là đa dạng ha. Còn em phía sau thì mình vẫn gọi là dòng Galaxy Nemo luôn anh em. Đó, thì
Nemo rất là xịn. Đợt này lại tiếp tục sale toàn bộ vàng em Nemo nha mọi người. Nói chung là em Nemo đợt này cũng mới về thêm á, cho nên là sẵn tôi lên tôi quay cho anh em mình luôn, cũng như lên thêm một vài em cho anh em mình săn luôn ha. Rồi, anh em nào mà yêu thích các bạn cá nào á, mình cứ việc eBay cho tôi qua số điện thoại hoặc là Zalo nè, tôi có để ngay phía dưới tiêu đề của video này nha. Rồi, và sau đó là anh em gửi cho tôi thêm cái cú pháp, đó là cái ngày xem đợt cá cộng với mã số ô phía trước hoặc phía sau để bên tôi check xem còn hay không nha. Mình cũng sẽ nhắc lại cho anh em ha, đó là mã số nè cộng với ô phía trước phía sau để mình tôi check xem còn hay không nha. À, nhớ gửi thêm cái ngày xem đợt cá cho tôi nữa nha mọi người. Tại vì cũng có nhiều anh em mà xem nhầm đợt cũ á, mà không thường cái đợt cũ là bên tôi cũng đã hết lâu rồi, nên là anh em nhớ lưu ý giúp tôi nha. Rồi ok, và bây giờ mình cũng sẽ lên thêm cho anh em một vài mẫu mã kế tiếp nữa nha. Đó, em phía trước á, mình gọi là dòng Galaxy Nemo luôn nha mọi người, mà bạn này là có vẻ như là mình biết này khá là nhiều luôn. Nghe thấy không, bạn này cũng khá là dữ nha, đẹp. Thì bạn này nói chung là nó sẽ nhỏ con hơn những bạn kia nhiều, nhưng mà được cái bạn này kìa cũng khá là dữ con xinh ha. Đó, anh em nhìn đi, rất là đẹp luôn. Còn em phía sau thì mình gọi là dòng Galaxy Nemo luôn nha mọi người. À, bạn này thì nó sẽ là vàng nhiều hơn. À, mình sẽ nấp tới bạn này luôn, cũng là dòng Galaxy Nemo luôn nha, rất là tươi luôn anh em ơi. Cái màu cam của nó khá là tươi, tươi hơn các bạn phía sau hồi nãy mà mình cho mọi người coi nha. À, em phía sau thì mình gọi là dòng Fancy Yellow nha mọi người. Đó, Fancy Yellow thì cũng rất là dễ dàng luôn. Vậy giờ mình cũng sẽ qua thêm mã kế tiếp cho anh em mình nha. Rồi. À thì cũng sẵn nói lại luôn ha mọi người. Nói chung mình cũng có nhiều anh em cũng không có để ý ha. Thì khi mà bên tôi đăng cái tiêu đề là đợt cá Shopee, thì khi đó bên tôi mới có đường link Shopee dẫn đến mua cá ha. Còn nếu như đợt ngày hôm nay bên tôi không có để gì hết mà chỉ để cái chương trình sale thôi, đó thì bên tôi sẽ chốt cho anh em qua Zalo nha mọi người ha. Nên là mọi người nhớ lưu ý giúp tôi về cái việc này nha. Khi nào bên tôi để tiêu đề là đợt cá Shopee thì khi đó sẽ có đường link Shopee để cho anh em mua cá. Còn không có đường link Shopee thì sẽ chốt qua Zalo bình thường nha mọi người. Đó, đây là nên là anh em lưu ý giúp tôi ha. Rồi, với lại một ô như này sẽ gồm có hai con Fancy Yellow này gọi là bạn phía trước, Galaxy Nemo này gọi là em phía sau. Đó. Và cái mã số chính là tách cặp phê và có 3 con số như vậy. Đó chính là mã số nha mọi người ha. Anh em thích con phía trước thì chọn, thì gửi tôi cái cú pháp là 155 phía trước. Anh em thích con phía sau thì gửi cho tôi 155 phía sau là ok nha. Rồi. Và bắt đầu từ mã 156 trở đi sẽ lên cho anh em là chắc cũng tầm khoảng 10 con máy luôn nha. Rồi, giới thiệu cho anh em bạn phía trước gọi là dòng Fancy Yellow máy nè mọi người. Em phía sau là đồng đen máy luôn nha. Máy cũng đồng giá như những bản trống. Và nói chung là cũng 60.000 một bản thôi. Rồi, và đợt này hiện tại cũng có chương trình sale luôn, đó là mua 2 con tặng cho anh em một em cá ngẫu nhiên luôn nha mọi người. Anh em có thể yêu cầu trống hoặc máy tùy anh em mình ha. Đó. Với lại là những cái dòng mà bên tôi sẽ tặng cho anh em thông thường có thể là đồng đen nè, hoặc là Fancy Red, Fancy Yellow, Nemo, hoặc là Galaxy Yellow. Lâu lâu thì sẽ có Dumbo hoặc là dòng Multicolor nữa. Lâu lâu thôi nha mọi người, lâu lâu mới có những cái dòng đó thôi. Tại vì hiện tại Dumbo bên tôi còn khá là ít cùng với Multicolor nữa nha. Đó là anh em nhớ để ý nha. Và giới thiệu cho anh em nữa nha, đây gọi là dòng Nemo máy luôn nè mọi người. Em phía sau thì mình gọi là alien máy luôn ha. Rồi, cho anh em coi là bạn phía trước luôn. Cuối cùng nha, cũng là một bạn bạn này là Nemo Candy ha. Đó, Nemo Candy. Và bạn phía sau là một bạn đồng vàng máy luôn nha mọi người. Rồi, đợt này đang sale mua 2 con tặng cho anh em một em cá ngẫu nhiên. Anh em có thể được lựa chọn trống hoặc máy tùy anh em mình luôn nha.
Cảm ơn anh em mình đã xem hết video này của mình nha. Thì khi nào anh em cần lên các mẫu cá nào khác, mình cứ việc bình luận bên dưới giúp tôi, để có gì xem ngày hôm sau tôi sẽ lên những cái mẫu mã mà anh em mình đã yêu cầu ha. Rồi. Và nói chung bên tôi sẽ check tin nhắn của anh em mình theo giờ hành chính, đó là từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều nha mọi người. Rồi. Và hẹn anh em ở một đợt cá khác nha, sẽ lên tiếp tục lên cho anh em những cái chương trình xem nào để cho anh em mình tha hồ và lựa chọn cũng như là săn những em cá để thư giãn và chuẩn bị cho những dịp lễ sắp tới nữa ha. Rồi, hẹn gặp anh em nha mọi người ơi. Và bye bye anh em mình nha. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.